Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ủy Thiên TV chốt phần chơi Minecraft Rockline Adventure and Dungeon Sau những ngày rửa tay gác kiếm Về giường trồng rau, trồng cây, trồng cỏ này nọ Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trồng cây Và bây giờ chúng ta hãy mở lên đây coi Thì như các bạn đang thấy trong này đang trồng rất là đủ thứ hết trơn hết á Mình muốn chúng ta sẽ có một cái chỗ là chuyên trồng một loại Ví dụ như là crop ở bên đây Thì ta đã lỡ gắn nó xuống rồi Ta sẽ để đó luôn và chúng ta sẽ chuyển sang đem những thứ khác đi nơi khác. Vì thế mình đã chuẩn bị sẵn một cái Greenhouse mới. Hay một cái nhà kiến mới. Để chúng ta đem qua bên đây. Và ta hãy coi nha. Ở nhà kiến. Nhà kiến ở đây hả? Để bấm review cái coi. Nó có dướng vô nhau hay không? Oh yeah. Không được. Không được. Nó đã dính vô nhau rồi. Không chơi được. Và xa một chút. Đây là hai ô. Như vậy là phải qua bên đây Cách 3 ô cho đẹp ừ, 1, 2, 3, 4 Tự nhiên biến thành 4, 4 ô là sao Tôi không đồng ý Ngay đây đúng không Review coi lại cái coi Ở đây là 3 ô Thì 3 ô là đẹp á Còn nếu muốn đẹp hơn nữa Thì 5 ô Cho nó rộng rãi thoáng mát Nhưng mà mình nghĩ 3 ô là vừa Cho nên chúng ta sẽ qua bệnh Và bấm cái nhà xuống nha Một đi không trở lại nha Chính xác nha Ngay tại chỗ này đúng không Ở Chỗ này đó review cái nữa coi <laughs> để chắc cứu các bạn lỡ như bấm một cái nó không đẹp nữa thì thôi luôn rồi đó và xây cái nhà lên lá cây thì tạm biệt giùm một cái đi bye bye lá cây và khu vực bên trong này chúng ta sẽ cần phải dọn dẹp lại một cái à, chúng ta nhìn thấy bên ngoài cũng cần sẽ phải dọn dẹp lại một cái nữa tất nhiên là những loại này chúng ta sẽ đổi hết và đập ra à, như các bạn thấy thì chỗ này có vẻ như là do chúng ta mở nhiều quá ê, 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 ê. không biết nói gì luôn nha không <laughs> mình vừa lót lại save hay là lót lại cái file dự phòng để chúng ta có thể xây dựng cho nó gọn và bấm ở đây đúng không ta coi lại cái coi à, nó bị thụt một ô vẫn ba ô và ở ngay tại đây nha Review cho chính xác nha Rồi chính xác rồi đó Bao Và bấm nha các bạn Bấm Biêu Âm Trên kia có gì kìa Đó là một cái chỗ hòn đảo bay thôi Rồi giờ muốn vô đây Thì chúng ta sẽ cần phải Bước lên một ô Và để mình dọn cái này đi một cái Đừng có đập bể cái kia nha Đau lòng lắm đó Tôi không có muốn phải mất công một lần nữa đâu Và dọn ra hết Ủa sao bé cù lại chui xuống đây Bé cù đang học thuật động thổ hả Giờ động thổ là không có chơi được đâu nha cưng Giờ chúng ta đập hết tất cả những chỗ này ra cái đã Bên này mình sẽ trồng những cái cây của Mystical Agriculture Rồi ta đập ra Chặn nó lại Đây là phiên bản 1.12 cho nên phần nước này vẫn có thể chặn lại như vậy được Giờ chuẩn bị nha Đập nha Rồi đập được tới đó Nó hết cái tầm đó mà Chúng ta phải vô chổng Rồi thêm một đống đất Đập ra và chỗ này sao đây Tại sao lại như vậy Và đập ra rồi Thì cần phải ăn một cái Đó nay nổi ăn sandwich rồi nè Đã đổi sang ăn sandwich Sandwich kẹp và lên con không lên thì tuyển con lên đường luôn chúng ta cất hết những thứ này đi bỏ vô bỏ vô bỏ vô bỏ vô bột xương bỏ vô fertile đất đâu fertile soi hình như có vẻ không đủ à, hai trăm mấy lận hy vọng là đủ nha và cái này thì chúng ta lấy cây builder one ra kéo cho nó nhanh các bạn builder one ok rồi có cái này rồi thì công việc kéo chỗ này lại nó sẽ rất là thoải mái Rồi và cái việc này thì chúng ta sẽ hoàn thành cho thiệt nhanh thôi Mình đã ốp lại xong giống như bên đó và cũng có đường đi lên Chúng ta cũng đã tháo hết tất cả những cái hộp giống ra đem qua đây Giờ trong này ta sẽ kiếm chỗ Chỗ này thì chúng ta đếm lần trước như là 16 hay nhiều á bây giờ mình đang có 64 cái hộp giống cấp độ 1 và một cái hộp giống cấp độ 2 Nhìn thấy đạo đớn quá quất lên coi Quất lên Ủa chưa có cái này cấp độ 2 nữa hả Ta coi thử cái Inferium của mình sao rồi 600 600 600 có vẻ là có thể không đủ à, Cái này chưa được Chưa được chưa được bấm 7 rồi Ta có Nether Star không Không có luôn Rồi cái Infusion Stone đâu Cái cục đá để có thể cường quá đâu nó đây Giờ ta coi Inferium Essence chứ S có lý hơn á. Để mình làm được cấp độ 2 từ 1 lên 2. Rồi, cấp độ 2, 2 lên đây. Và nó chỉ được một cái thôi, chứng tỏ là nó giỡn với mình. Nó phải như vậy mới được. Đó. Như vậy và 16, 16 thì nâng cái này lên được à uh, một lần. Lên được cấp độ 3. Cấp độ 3 Chúng ta chưa có đủ cái này nữa uh -oh. Uh -oh. Chỉ mới có hai cái thôi Bây giờ tiếp tục Giờ làm lại 1 2 Không đủ Không đủ là tại vì do chỗ này nó không đủ thôi Chứ đâu liên quan gì đâu 17 Hoài vậy Chơi tôi à Để tôi bấm cái coi Rồi hết luôn rồi đó Inferium Action Chúng ta đã xài hết trơn luôn rồi đó các bạn Và bây giờ chỗ này 16 Mình đang cố gắng mình nâng lên cấp độ cao nhất có thể Để chúng ta có được cái hộp giống xịn Và hộp giống xịn nó phải như vầy nè ừ. à, Cấp độ 3 Đây là cấp độ 3 Lộn rồi lộn rồi Hi, Lộn bình tĩnh làm lộn làm lại và để lên đây để lên đây rồi đây là năm cái supremium superium chứ quên không đủ không đủ rồi không à, nhiều quá Essence nhiều quá cái này có thể đổi ngược lại ha nếu chúng ta cần thì chúng ta thể đổi ngược lại rồi như vậy là được một cái cấp độ 3 thì cái này nó sẽ được trồng ở giữa đi bây giờ gì vậy gì vậy Lộn Bé long không thể nào mà nhảy xuống đây được Thì những cái cây này chúng ta trồng Thì ta sẽ cần phải có 8 ô uh, 4, 6, 8 Đây là nhiêu à? 2, 4, 6, 8 8 ô là trồng hết trong đây Trồng cái này trước Và cấp độ 1 trồng trước Trồng xuống Gắn xuống hết Qua đây Được chưa và một cái cấp độ 3. Rồi. Ta sẽ làm uh, cái loại uh, fertilizer xịn. Fertilizer xịn sẽ cần phải có cái này. Fertilizer đâu? Phân bón xịn. Phân bón ma thuật. Ủa không có hả? Uh, mystical fertilizer. Không có. Tại sao lại như vậy? Mystical agriculture. Không có. Ờ... Uh, và chúng ta chỉ có thể sử dụng cái này thôi. Rồi trong cái phiên bản này chúng ta sẽ phải sử dụng cái cục đó rồi. Nó đây. Fertilizer, phân bón loại xịn nhất là chỉ có cái này thôi. Và nó như bột xương vậy đó. Vậy thì nó đâu có cho chúng ta hộp giống. Cái này đang rất rất là căng thẳng nha các bạn. Tại vì mình đang cần rất là nhiều mà nó không có cho chúng ta nhiều như vậy. Giờ chúng ta hãy mở nhiệm vụ lên coi sau khi ngủ dậy. Trong này thì có cho tiền, lấy tiền. Rồi à, hồi nãy chúng ta lên tới đây cũng được tiền. Và hồi nãy có lên đây chưa? Superium, Superium chứ quên. Chưa lên. Chưa lên thì thôi. À chúng ta lên cái Superium luôn đi. Superium cần phải có Infusion Stone, lấy ra. Rồi action. Mình nghĩ là chúng ta có đủ để làm một cái đặng chúng ta lấy nhiệm vụ. Đó. Rồi lấy nhiệm vụ Đó đơn giản Để lấy tiền thôi 40 đồng 40 đồng Chấm đồng luôn Và Master Infusion Stone Cái này chúng ta sẽ cần phải hạ gục Wither Boss Rồi làm bên dưới làm cái này nữa Và bên đây vẫn còn 30 đồng 30 đồng 40 đồng 30 đồng Rồi lên phía trên Ta sẽ cần có hộp giống của gỗ Good seat Good out Dạ còn thiếu cái crafting sheet tier 1 Thì cái này bấm được không? Được luôn Khoan khoan crafting sheet này có có công thức gì không? À, nó chỉ có crafting sheet tier 2 Rồi ok Cái đơn giản nhất thì nó sẽ không có đòi hỏi Và pen Good sheet đây Lấy xuống Cái này cho good action ha các bạn Chúng ta trồng xuống thôi Đó trồng xuống rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy là Hoàn thành thêm một cái nữa. Lấy. Rất là đơn giản. Thì nâng cấp độ 2 chúng ta sẽ có thêm. Và lên đây là cái gì đây? Solium Dagger. Rồi cái này chúng ta sẽ cần phải coi nè. Solium. Uh, Sol. Sol. so Sol, Solium Dagger. Công thức của nó sẽ cần phải có cái in gạch trước. Mà in gạch sẽ cần phải có Solium Dust. Và có Prudentium Essence. Hên ghê không? Chúng ta có. Nhưng mà chúng ta không có Sol Dust. Sol Stone tám cái Rồi cái này chỉ có một công thức để làm cái con dao này thôi Cho nên bạn không có cần phải làm thêm gì hết trơn hết á Mở cửa xong vô Và bỏ vô 8 cục Chúng ta sẽ được 8 cái đây, 8 cái Solium Dust Và cái này làm sao chuyển sang in đây Làm được gì đây, Blank Skull Để làm những cái đầu lâu ha các bạn Và bên dưới này Solium Dust Rất đơn giản Phải làm thêm hai cái nữa đó nhưng mà bây giờ mình cũng không cần nhiều Mình chỉ cần nhiêu đây thôi Chính xác bao nhiêu thì chúng ta làm bấy nhiêu Và tắt cái này đi Hai cái Ủa chỉ được có một cái thôi hả? Giỡn à? à hết <laughs> Rồi xong à, Block of Solium Rồi để mình làm thêm Solium Dust Và nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Solium Dust Soul Dust so Stone Đừng có bấm 64 nha Không cần thiết đâu chỉ cần nhiêu đây là đủ và đóng cái cửa lại coi qua đây thì ta nghe tiếng ong cho nên nó kêu vo ve vo ve á rồi bỏ vô trong này chế tạo lại cái nữa được cục nữa xong rồi đó và cục này thì làm sao đây bỏ vô nấu chúng ta sẽ có hai cục và tắt cái này đi một cái rồi nó đây và hai cái này rồi còn phải có cái cây handle nữa ủa không có còn cái stick nào luôn nữa hả thiệt không thiệt luôn á không còn cái gì luôn. Ghê vậy? Mấy cái này thường có nhiều lắm chứ, làm sao mà không có được. Chúng ta sẽ làm cây này một cái, rồi cái này một cái được cây Solium dagger. Ta có thể lấy được móp chân từ nó. Và bây giờ phải đi về nhà. Về nhà bằng cách này. Ui da, tôi đang ở đâu? Rồi ra khỏi tường cái đi. Và có cái miếng mandin, chúng ta sẽ ép mandin vô trống vui ghê ha đã là miếng mandin rồi chúng ta còn ép mandin vô chỏng nữa à, và đây còn một miếng mandin nữa thì à, trong này để coi coi mandin chúng ta còn hay không để mình ép mandin vô chơi mandin multi chum đây để mình lấy mình xài mấy này luôn đi bởi giờ giữ cũng hơi nhiều rồi lấy mấy cuốn sách sách đây và cái này là tách đơn nè tách đơn và còn mandin Mandin và cái phần còn lại thì bỏ thôi, không quan trọng lắm. Mở đây, mở lên bỏ vô nấu, bỏ vô nấu lấy được vàng và cái gì đây? Conservation bỏ, curse là bỏ. Đọc cái gì mà curse curse là bỏ nha. Rồi chúng ta lấy, uh, Nó kia là cái anvil gì đó, không phải của Unique Craft các bạn. Unique đâu rồi? cái gì mà hình cái đe à đây black mix emblem chúng ta có thể xài được cái đe nó sẽ không có làm ảnh hưởng đến cái đe và tháo xuống gắn lên coi thử nha bây giờ đầu tiên là gắn miếng này bỏ mending vô chơi <laughs> cái này đúng hại luôn á nhưng mà miếng này có mending sẵn rồi có cần phải gắn mending vô nữa hay không suy nghĩ suy nghĩ để lát nữa đi ha bây giờ để mình bỏ này vô trước mending để sửa cái cây đó lại. Và có được True expansy Rồi thôi thôi. Quá mắc. Không chơi được. Chơi mà chơi quá mắc. Unbreaking cấp độ 10 luôn á. À, Như vậy là cái này cất vô. Không chơi được. Đó là một chuyện. Thì mình sẽ cần Sharpness cấp độ 10. Sharpness cấp độ 5. Unbreaking cấp độ 10. Như Sharpness cấp độ 10 là không xài được á. Sharpness 5 kìa sao là for, sao 3 three, uh, sodium, rồi như vậy chúng ta lấy từ cây này đi, Ủa không phải, uh, lấy từ cây này mới đúng, cây này cất vô, đây là con dao unbreaking tree luôn kìa, hay quá ta, có dead old, cản lời, thiệt tình quên mất cái vụ đó, hmm. <cười>, cười hoài luôn các bạn. Tự nhiên ngồi cười hoài luôn là sao Bây giờ tôi ghét rồi Tôi quyết định là tôi phải lấy được Cái độ sắc bén cấp độ 5 Tôi ra à, tôi dập bản Trong này có sắc bén cấp độ 5 chưa à, Sắp nở cấp độ 5 có luôn Chúng ta sẽ cần phải đi thử ha Cái này chúng ta sẽ thử à, Phải cho mending vô trống Giờ cây này cần có mending trước Rồi bây giờ cấp độ 5 đâu rồi Đây Cho vô trước và pen lấy ra vì trừ tùm lum vậy giờ phải đi săn quái để kiếm mớp chân và nhiệm vụ đã hoàn thành đây một cái đây là gì thia quan mớp chân nấu từ những con quái lên thôi và ra nhìn có con dịch đang bơi ngoài kia rất là đông dịch đang bơi thì không có gì quái gì đây ta chắc phải bay về bên kia bay về bển và đổi cây này lên bay về bển thì mở cái này đi chúng ta đi cái còi Thuy. rồi chờ chút xíu cho trời tối và vác con dao ra solium Dagger gì vậy gì vậy gì vậy à uh -huh. cái vụ này sửa rất là dễ đập cái cục này ra là xong lâu lâu nó bị dính xuống dưới á mà

để mua đồ giảm độ khó xuống Curse Heart Cái này mua được gì có 390 Kỳ nha Mình nhớ bây giờ mình đâu có xài tiền đâu Chắc lại phải đăng nhập trở lại đó các bạn Để chúng ta có lại cái con số đó một cái Mình vừa đăng nhập thật nhanh Để chúng ta coi thử coi tiền bạc Ủa sao kỳ vậy Vì có 390 ủa tiền bữa giờ tôi tích lũy đâu hết trơn rồi 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 hiểu rồi hiểu lý do rồi khi mà chúng ta đi qua cái thế giới của những loài cây đặc biệt á à, nó nghĩ là mình chơi lại từ đầu cho nên nó reset tiền hết trơn luôn không không trả tiền cho tôi trả tiền đây sao lại chơm hết tiền của tôi rồi Chắc là do lần trước chúng ta vô cái thế giới đó Biết vậy mình đã xài hết cái mớ tiền đó rồi Mình đâu có chờ Bây giờ quái mạnh lắm Cây này ra giống như gãy ngứa vậy đó Xét thương nó có bao nhiêu đâu Thiệt luôn á Rồi số khổ Hello Có em nào cho gõ một cái coi Cho gõ nhẹ một cái coi Lấy kiếm này gõ nhẹ nó một cái Và ở đây thật sự không có quái luôn á giống như là nó sợ quá nó trốn hết rồi sao có ông sư phụ vậy ôi sư phụ sư phụ ông đang làm gì đó sao ông chơi kỳ vậy hả ông có biết ông làm vậy là ảnh hưởng rất nhiều đến tôi không ông làm vậy là tôi không có đồng ý đâu có biết không hả sư phụ rồi cưng này nữa rồi phải uh, giả nó một cái rồi, chúng ta đang cầm nhiều đồ quá và được skeleton chân graders cất vô cất vô sư phụ vẫn mặc là giả sư phụ luôn ghê không và được slam chân ủa tại sao lại được slam chân kẹo dẻo đâu xuất hiện giả ăn kẹo dẻo quá các bạn ờ à, cái này hình như là có lút tin là sẽ tìm được Uhm nhưng mà lút tin thì hình như là cũng không ảnh hưởng gì hết Tại vì cái này chắc chắn là tìm được rồi con kia con con này Ao 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 baby zombie thấy rồi, từ từ. Từ từ, từ từ baby zombie. Ờ khoang à, khoan, khoan. Cái mandin hồi nãy đâu? Cái này có mandin sẵn thì chúng ta có cầm được không? Cầm thử. Cầm mandin lên chơi. Zombie kìa. Chầm ba mấy giọt lận. Có sửa được không? Không sửa được độ bền 294 nghĩa là không sửa được vậy là chúng ta sẽ không thể sửa được như vậy muốn sửa là sẽ cần phải cho mending vô trọng trước rồi mending đầu sách mending rồi anvil có 7 cái ra quốc liền các bạn mình đang gắn gì vậy giờ? giờ các bạn thấy là cái này nó không bị hư hỏng gì hết nha chúng ta sẽ cần phải có à, gì đó Smith Smith là thở rèn Tháo ra Tháo ra gắn lên Mở lên Tay nữa Mending Ghê không Không hư hỏng gì chân luôn á Vậy nó mới tốt Và có được zombie chân Rồi đổi cái đánh nhanh xuống một cái Cầm này lên trên tay Cầm cái này lên Đi săn ở đây có quái hay không? Quái ơi! Zombie! Zombie ơi! Sương ơi! Creeper! Thấy Creeper rồi đó. Có con Creeper bên kia. Để mình để qua đây đổi cho nó nhanh. À, Creeper này rất ít máu ha. Arcane Creeper. Một hit, hai hit. Ôi da! Dạ! Sao có thể phát nổ được? Kỳ vậy? Tại sao lại phát nổ? Và bên dưới đó không có gì chơi rồi Ta có creeper ở chân không? Không có, có slam chân, zombie chân Mà không có creeper chân Rồi để mình đi farm creeper chân Đi qua đây truy tìm Zombie Xuống đây Một hết 200 giọt lần hả? Nhiều quá Cái này được 16 giọt Và được cái đầu Cái gì đây? ê, ê, ê. Con này con wool Thả nó trước Khỏi nói nhiều Silver fish Silver fish thì có được gì hay không Có cái gì chân không <laughs> Silver fish được làm chân cái vui lắm á Chắc không có đâu à, Gõ Gõ Nhỏ xíu à Khó gõ quá Bởi vậy cái con đó là mình ghét nhất là như vậy á Angry zombie của Tomcraft Có được thêm zombie chân thôi và có sửa cái miếng đinh chưa? Rồi luôn. Ghê nha, ghê nha. Như vậy là bạn có thể sửa lại những miếng đó và có thể xài tiếp. Ghê không? Sửa lại và xài. Ở chỗ này thì mình thấy là quái xuất hiện cũng hơi ít. ta tiếp cận nữa. Hi hi hi. Ây da. Dạ. Rồi gõ nó một cái. Xong rồi đó. Qua bên kia. Ăn đồ ăn một cái. Tại cái con ghoul là chúng ta bị đói bụng á Đằng kia là có con nhện kìa Con nhện nó có play luôn Ghê thiệt Đâu rồi Ủa Mới thấy bốc lửa đâu rồi Chạy đâu rồi con Sao đi spawn mất rồi Tôi vừa qua tới à Bây giờ con gà này nó cũng rất đồ nè rất ra mấp chân hay cái gì đó à, Mà cấp độ không có cao Chưa thấy Rồi à, đi tìm còn ai trong đêm nay <laughs> Em ơi Lại đây <laughs> Một kiếm hai kiếm Không rớt Chắc phải cho lút tinh vào thêm các bạn ơi Chứ tình hình này kiếm hơi khó ai à, da dạ. Ui da dạ. Cái gì vậy Con uh, Con gì đó Khoan khoan Cái con gô lâm đâu Nó vừa bắn lửa mình Nhưng mà mình phát hiện ra có con say Con có xem con say Rồi gõ nó Đúng rồi Ê có con này và được cái gì đây được cái gì thì chúng ta chưa thấy có cái còi chết luôn đi <laughs> và không có được gì hết buồn ghê vậy đó cái này không có lút tinh kiểm tra coi lút tinh trong này còn cuốn lút tinh chắc phải quay về nhà rồi đó thì nói chung là có thêm lút tin nó sẽ có thêm cơ hội tìm được Đáng lẽ phải cho lút tin vô luôn trong thời điểm nãy à, Bây giờ chúng ta có thể chuyển giờ được mà đâu có sao đâu Để gõ này cái rồi, chích ngắt rồi Gõ một cái nhẹ thôi mà chích ngắt rồi là sao Vậy tới gõ một cái mạnh thì làm sao chịu nổi Bởi vậy mới là điều đáng nói Và mình sẽ cần phải chuyển giờ qua trước Giờ hy vọng quay về bển không có con naga nha tôi naga lắm luôn á ôi dạ ôi dạ ôi dạ rồi bây giờ có cuốn sách không cái này chúng ta sẽ bỏ vô bỏ vô bỏ vô pen và cuốn sách không còn gì nữa dục không còn gì nữa thì dục chứ làm gì bây giờ cái này tháo xuống mending đã được sửa xong đúp sách ra và làm tiếp cứ như vậy là chúng ta sẽ có được một đống à, để coi thử coi mình có cho lúc tinh vô đây được không ta Monoco đâu Monoco cầm lên Nhìn vô À trăm hai à Dễ à, Quất luôn đi Đây chưa có lút tinh đúng không Chưa có Có hai cái mending Monoco đúng không Bấm con Ra miếng Và một miếng Bỏ vô Trong này có mực chưa vậy Trong này không thấy có mực chưa Thì cho vô rồi, sách đâu? Thực hiện việc đúp sách. Gọi đúp sách nghe ghê quá. Này là in sách. Ta đang in sách. Và nó sẽ ra được cuốn... Đây là cuốn lút tinh hay là cuốn may mắn á. Khi hạ gục mấy con quái. Nói chung là may mắn thôi. Rồi, xong. Lấy lại cái smith lần nữa. Có cái này để cho mấy cái envo hay mấy cái đe không bị hư ha các bạn. Ta mở lên, bỏ vô. Để lên đây, đến đây và 12 cấp Yeah Rồi bên đây có thêm cuốn nữa Và cái này thì sao? Không phải túi mực Bỏ vô và lấy cái này ra Hư rồi kìa Nó chỉ có bốn lần sử dụng thôi Như vậy chúng ta sẽ cần phải sửa nó lại tiếp <laughs> Cứ như vậy là chúng ta sẽ có được thật nhiều đồ Quá đã quá đã Và cất cuốn này vô đây nha Rồi và nhìn một cái à, Cái này thì chúng ta cũng cất vô luôn Bây giờ mình đang có một cái zombie chân Mình sẽ đem nấu lên Để được tier 1 mấp chân Và ta đã có được 30 đồng Tức thiệt luôn á Mấy ngàn của tôi luôn đó Mà tôi làm mất rồi Bởi vì lý do không đâu Tự nhiên vô cái thế giới Grab cái Nó mất mấy ngàn của mình luôn Bây vậy bữa mình mua hết mấy trái tim Mình đem đó mình cất cho rồi Tức thiệt à, tinh Tin đinh thì chúng ta chưa có Mấy cái này uh, Seed Processor Ta hãy chế tạo thử cái đó coi đây là một cái để chúng ta bỏ vô Reprocessor Bấm công thức Bang, còn thiếu gì vậy? Thiếu Block Obsolium hả? Ghê à Và Mystical Frame Cần phải có cái gì nữa? Base ingot 4 Chế tạo Chế tạo 4 cái Và Inferium Seed Đó, yeah. Đây là cấp độ 1 Cấp độ 2 rồi đó, đó Giờ cái căng nhất là cái này Cái này thì chúng ta phải nấu từ đây Kiếm từ đây Đi từ sâu stone Vậy ta làm 32 đi Mở lên Không đủ than Chuyển thêm và nấu Thì nấu cái này nhanh lắm Không có lâu Bỏ vô bỏ vô Chúng ta sẽ nấu lên Để ta làm mấy cái khối đó Và làm được cái seed reprocessor Nó làm được gì? Nó có thể biến những cái seed hay những cái hột giống Trở thành cái cây trồng mà nó sẽ có thể tạo ra nghĩa là chúng ta đang có dư quá nhiều ta quăng vô trọng chuyển đổi ở này thì sao này chỉ là cấp cao hơn thôi bấm ship để coi thử coi gì và nó sẽ có tốc độ là 100 trăm thích và nó sử dụng hai fill per thích ủa này có fill nữa hả nhớ cái này đâu có fill đâu ta cái này ở đây nó có nói nè nghĩa là chúng ta phải nâng cấp thì nó sẽ xài fill hay là năng lượng hả các bạn và ultimate ghê không đây là cấp độ cao nhất nó sẽ chạy trong vòng một thích thôi nghĩa là nó chạy rất là nhanh luôn nó sử dụng 110 năng lượng và nó chứa được 37.000 chúng ta lấy cái này xuống không biết là có đủ để chế tạo không đây bởi vì cái này nó đòi hỏi mắc quá nó đâu pen chúng ta sẽ cần phải có chín cái 7 và dừng lại ở con số 7 thôi không được chín cái rồi vậy là phải đi kiếm thêm inferium seed chúng ta phải trồng thêm và ở đây thì ta chỉ có thể trồng bằng tay thôi không có chơi hay kiểu nào được hết trơn á đó Rồi, tất cả những cái mà giúp tăng tốc thì nó cũng có nhưng mà phải trồng bằng tay thu hoạch bằng tay còn nếu muốn thu hoạch bằng máy thì phải cần cung cấp điện năng cho cái harvester hay là cái máy thu hoạch bên kia và cái này chuyển qua ở trong đó chúng ta có thấy cái máy thu hoạch đó các bạn Nhưng mà trong này không có một cái nào mà sản xuất điện năng được tốt hết trơn rồi đó Nghĩa là nó yêu cầu chúng ta sẽ cần phải xài uh, Nói chung là đồ tự tay làm Nó muốn chúng ta tự tay làm chứ không phải là xài máy móc gì hết Thì cái này có thể cung cấp điện năng được Mình có thực hiện trong những tập đầu tiên á Mà cái đó thì mình thấy là nó cũng không có nhanh lắm Mà nó hút điện như thế ghê lắm Và qua bên đây Thì ta sẽ có được cái Pudentium Watering can để mình có thể tưới chỗ này lên tiếp. Tưới một chỗ 3 x 3. Và bắt đầu tiếp tục thu hoạch tất cả những cái Inferium Essence mà nó rớt ra. Và nói tóm lại. Ngày hôm nay. Chúng ta đã kiếm được thêm những cái mấp chân. Để chuẩn bị cho công việc sắp tới. Của Mystical Agriculture. Hay là những loài cây ma thực. Còn bây giờ. Ta sẽ tạm dừng tại đây. Và mời các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.